Thôi được rồi, anh sẽ mua cho em. Thật hả? Em cảm ơn anh. Em thích con gấu bông kia kìa. Thôi xong, mua cho em đi. Lúc khác anh mua cho nha. Ờ. Anh là cái đồ nói dối. Nhìn anh sẽ làm gì để mua gấu bông cho em gái đây? Nói dối mũi sẽ dài ra. Không được, mình phải tìm cách mua thôi. Mình nuôi lâu như thế, tới lúc dùng rồi. Ơ, sao lại chỉ còn mỗi tờ 20.000 thế này? Làm cách nào để mua gấu bông cho em gái được nhỉ? Tiền ăn vặt của nhện anh, quần áo của nhện anh. Ui, sao nhện anh tiêu nhiều tiền thế nhở? Không được, mình phải thắt chặt chi tiêu của thằng bé mới được. Thôi xong rồi hả? May quá, chưa bị mẹ phát hiện. Nhân lúc mẹ đi ra ngoài, nhìn anh liền lén lút lẻn vào phòng của mẹ và bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Nó ở đâu vậy ta? À, nó đây rồi. Vẫn còn nặng lắm. Ôi, mẹ đã về rồi ư? Chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? À, đây rồi. Hình như có tiếng gì đó. Thôi bỏ đi. Ôi, nóng chết mình mất. Heo ơi, cho anh xin ít tiền mua gấu bông cho Trang nha. Được rồi. Không được lấy tiền của mẹ, như vậy là rất hư đấy. Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ. Cậu phải suy nghĩ lại đi. Biến đi. Hả? Phải mua được gấu bông cho Trang thì cậu mới không phải là người nói dối. Nói dối sẽ không xấu đâu nhỉ. Ôi không, cậu mau trả tiền lại cho mẹ cậu đi. Trang sẽ rất thích con gấu bông đó. Trả tiền cho mẹ đi, trả tiền cho mẹ đi. Ôi, mình phải làm sao bây giờ? Mình sẽ dùng số tiền này để mua gấu bông cho Trang. Đi thôi. Ngươi thua rồi. Cuối cùng thì nhện anh cũng sẽ trở thành người xấu. Cần phải nhanh chóng cứu nhện anh. La la la, vui quá, mình mua được gấu bông cho Trang rồi. Ơ, sao lại là cậu? Cậu mua được gấu bông rồi à? Tớ mua được rồi, chắc chắn là Trang sẽ thích. Ha ha ha, ta đã mạnh lên rồi. Ui, sợ quá, chạy thôi. À! Xem ta đây. Dám ném ta xuống đất à? Sau khi bị ném xuống đất, quái vật Husky liền nổi giận và từ từ biến thành khổng lồ. Xử nó cho ta! Hãy xem ta đây! Ui, tha cho tớ! Ôi, sao không thấy gì nhỉ? Ôi Trang, sao máy lại ở đây nhỉ? Đừng hòng đụng đến anh trai ta! Ui, em gái yêu quý của anh! Ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Giải quyết luôn cả con nhóc đó cho ta! Mình phải làm gì bây giờ hả anh? À, rồi, chết nè. Ôi không. À. Đầu của ta. Chết luôn nè. Ôi đau quá. Đáng đời. Chết mất thôi. Mau tấn công chúng cho ta. Mình phải giúp đỡ họ thôi. Người tới số rồi. Chết nè. Ha ha ha. Còn lâu ngươi mới đánh bại được ta. Xem ta đây. Ôi trời đất ơi. Ha ha ha. Ngươi chết đi đồ xấu xa. Cho ngươi biết tay ta này. Dạ. Ôi cái tay của tôi. Lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tại sao ngươi? Ha ha ha, phải hỏi nhện anh kìa. Trang ơi, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không làm việc xấu nữa đâu. Đúng lúc này, khi nhện anh đã biết lỗi, thì một luồng năng lượng bay ra và nhập vào thiên thần, khiến sức mạnh của thiên thần tăng lên gấp bội. Không thể như thế được. Vậy là cuộc đại chiến cũng đã xảy ra.
Cuối cùng thì thiên thần cũng đã tiêu diệt được ác quỷ và đồng bọn của chúng. Ta sẽ còn trở lại. Hắn biến mất rồi Trang ơi. Vậy thì đến lượt em xử lý anh. Ôi, mình bị làm sao thế này? Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Làm cái gì mà hét ầm ĩ lên thế con? Con lạ ghê. Nhìn anh nhìn thấy gấu bông của Trang thì vô cùng hoang mang và sợ hãi. Không, con bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế nhỉ? Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa ạ. Mẹ và Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên nhìn anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ và Trang nghe. Không sao đâu con. Hả? Con chưa có lấy tiền của mẹ. Con phải nhớ, từ bây giờ đừng bao giờ làm việc xấu nữa nha. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Anh ơi, mẹ mua gấu bông cho em nè. Anh em mình cùng chơi đi. Trang ngọt quá đi. Còn giúp cái đánh. Ôi, hết rồi. Làm sao bây giờ? Anh vẫn ổn chứ? Lấy cho anh cốc nước. Chờ em nhé. Con bé dễ lừa gì? Bây giờ nó sẽ là của mình. Công nhận ngọt thiệt. Đi chơi nào. Anh ơi nước. Đi đâu rồi? Nope. Anh dám lừa em. Kia là bay cao nào. Hello. Cho mình chơi với. Mình đang chơi mà. Đợi một tí nhé. Phải nghĩ cách mới được. Có rồi. Cậu ơi, cậu hình như bố cậu gặp tai nạn ở đằng kia kìa. Hả? Vô tư hả? Đúng thế, ở đằng kia kìa. Mau nhanh lên, ở đằng kia kìa. Hoàng tiếp tục nói chuối người khác để chiếm chỗ ngồi. Bố ơi. Được, tôi hiểu rồi. Bố. Bố có làm sao không? Con tưởng bố bị tai nạn. Bố vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ là Hoàng lại lừa mình rồi. Con đi đâu đấy? À dân, tôi nghe đây. Wow! Từ nay tới sẽ không bao giờ tin là cậu nữa. Rất quá gì bơ. Buồn cười quá. Cảnh báo nguy hiểm. Con mồi xuất hiện rồi. Hãy cười đi khi còn có thể. La 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 la. Hôm nay người tới số rồi. Không, đừng lại gần đây. Cậu đừng có hòng lừa tới nữa nhé. Dân tới đi mà. Bỏ tiền ra. Đừng bỏ tới lại đây mà. Ui dạ, đau quá. Cậu ơi. Hả? Dạ. Đợi đó. Kì con bướm vàng. Ui dạ. Trang ơi, cứu anh với. Có con quái vật nó đuổi theo anh kìa. Thôi, anh đừng có mà mồm điêu. Anh nói thật mà, tin anh đi. Làm gì có con quái vật nào nhỉ? Thôi, anh bỏ em ra đi. Đáng sợ quá đi. Mình nên chạy hướng nào bây giờ? Ngươi có chạy đằng trời.
đến rồi. Hôm nay ta sẽ biến ngôi thành món ăn yêu thích của ta. Dám động vào anh trai ta, anh mau đứng lên. Mau ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi nào. Anh em mình chạy mau. Trang, anh cảm ơn. Anh đã thấy hậu quả của việc nói dối chưa? Nó rất là nghiêm trọng đấy. Anh xin hứa lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Thế bây giờ anh hứa nhé. Anh em mình đi về thôi. La 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 la. Khoan đã. Đây rồi. Chắc trong này có nhiều vỏ lon lắm đây. Mình liễu với thân mà. Hôm nay bội thu rồi. Mời cô chủ xuống xe ạ. Wow, người đâu mà đẹp thế. Ôi tình yêu. Người đẹp thì phải tặng hoa đẹp. Chào em. Ta không sao. Là bạn gái anh nhé. Anh quá tự tin rồi đó. Lôi ta đi hả? Tại Tiền Giang. Wow. Cậu ta vào đây làm gì thế? Tôi muốn mua cái này. Có tiền không mà đòi mua? Có, tôi có chứ. Ôi giời ạ, mùi khiếp quá. Vẫn chưa đủ. Đây, anh đợi chút. Ôi mẹ ơi. Cô ấy xứng với chiếc nhẫn đắt tiền này hơn. Tặng qua cô ấy giận là đúng rồi. Lại là mấy cái tên vệ sĩ đáng ghét này. Mình có cách rồi. Tiếng động gì vậy? Đi xem sao. Quá là dễ. Anh có món quà tặng em nè. Wow. Để xem nào. Tưởng thế nào. Cầm lấy. Viên kim cương cỡ này mới xứng với tôi. Người đâu? Hả? Bobby, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Đau, đau. Ơ kìa, các anh đừng có bỏ đi như thế chứ. Mình đã làm gì sai sao? Mình đi thôi anh. Anh có quà cho em đây. Tặng bé yêu của anh bông hồng bằng vàng này nhé. Anh có sao không? Không sao, anh là hay chứ. Thế là xong rồi. Sao chúng tôi đã thay khổ như vậy? Yêu đơn phương chính là chết ở trong lòng nhiều chút. Cảnh báo quái vật. Bé yêu của anh hôm nay xinh quá. Bỏ ra. Ta bảo bỏ ra. Hả? Đừng lại gần ta.
cho bọn ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Nhìn kìa. Chắc nó muốn nhiều hơn. Cầm, cầm lấy đi. Lên đi. Anh Joker, cứu em với. Cứu em. Đây là Bobby đã thuộc về người khác rồi. Chạy, chạy mau. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Quái thú, quái thú. Là sao cơ? Là Joker mà. Bobby, thả ra, thả tên ra. Đứng lại. Không ai được phép làm hại đến Bobby của ta. Hãy xem vũ khí hạng nặng của ta đây. Yeah, nhìn nó kìa. May quá chúng ta thoát rồi. Không được động đến cô ấy. Trước mắt Bobby là cảnh tượng nhện đỏ đang liều mình ôm lấy quái thú, mặt bản thân bị tấn công vô cùng đau đớn, chỉ để bảo vệ cho cô. Đúng rồi. Anh không sao. Trải qua biến cố lần này, giờ đây Bobby mới nhận ra trái tim cô thực sự đã dành cho nhện đỏ rồi. Chúng ta về thôi. La la la. Wow, gấu bông kia đẹp quá. Em gái, đi nào. Thôi được rồi, anh sẽ mua cho em. Thật hả? Em cảm ơn anh. Em thích con gấu bông kia kìa. Thôi xong. Mua cho em đi. Lúc khác anh mua cho nha. Anh là cái đồ nói dối. Nhìn anh sẽ làm gì để mua gấu bông cho em gái đây? Nói dối mũi sẽ dài ra. Không được, mình phải tìm cách mua thôi. Mình nuôi lâu như thế, tới lúc dùng rồi. Sao lại chỉ còn mỗi tờ 20.000 thế này? Làm cách nào để mua gấu bông cho em gái được nhỉ? Tiền ăn vặt của nhện anh, quần áo của nhện anh. Ui, sao nhện anh tiêu nhiều tiền thế nhở? Không được, mình phải thắt chặt chi tiêu của thằng bé mới được. Thôi xong rồi hả? May quá, chưa bị mẹ phát hiện. Nhân lúc mẹ đi ra ngoài, nhìn anh liền lén lút lẻn vào phòng của mẹ và bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Nó ở đâu vậy ta? À, nó đây rồi. Vẫn còn nặng lắm. Ôi, mẹ đã về rồi ư? Chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? À, đây rồi. Hình như có tiếng gì đó. Thôi bỏ đi. Ôi, nóng chết mình mất. Heo ơi, cho anh xin ít tiền mua gấu bông cho Trang nha. Được rồi. Không được lấy tiền của mẹ. Như vậy là rất hư đấy. Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ. Cậu phải suy nghĩ lại đi. Biến đi. Hả? Phải mua được gấu bông cho Trang thì cậu mới không phải là người nói dối.
Nói dối sẽ không xấu đâu nhỉ. Ôi không, cậu mau trả tiền lại cho mẹ cậu đi. Trang sẽ rất thích con gấu bông đó. Trả tiền cho mẹ đi, trả tiền cho mẹ đi. Ôi, mình phải làm sao bây giờ? Mình sẽ dùng số tiền này để mua gấu bông cho Trang. Đi thôi. Ngươi thua rồi. Cuối cùng thì nhện anh cũng sẽ trở thành người xấu. Cần phải nhanh chóng cứu nhện anh. La la la, vui quá, mình mua được gấu bông cho Trang rồi. Ơ, sao lại là cậu? Cậu mua được gấu bông rồi à? Tớ mua được rồi, chắc chắn là Trang sẽ thích. Ha ha ha, ta đã mạnh lên rồi. Ôi, sợ quá, chạy thôi. À! Xem ta đây. Dám ném ta xuống đất à? Sau khi bị ném xuống đất, quái vật Husky liền nổi giận và từ từ biến thành khổng lồ. Xử nó cho ta! Hãy xem ta đây! Ui, tha cho tớ! Ôi, sao không thấy gì nhỉ? Ôi Trang, sao mấy lại ở đây nhỉ? Đừng hòng đụng đến anh trai ta! Ui, em gái yêu quý của anh! Ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Giải quyết luôn cả con nhóc đó cho ta! Mình phải làm gì bây giờ hả anh? À, rồi chết nè. Ôi không. À. Đầu của ta. Chết luôn nè. Ôi đau quá. Đáng đời. Chết mất thôi. Mau tấn công chúng cho ta. Mình phải giúp đỡ họ thôi. Người tới số rồi. Chết nè. Còn lâu ngươi mới đánh bại được ta. Xem ta đây. Ôi trời đất ơi. Ngươi chết đi đồ xấu xa. Cho ngươi biết tay ta này. Ôi cái tay của tôi. Lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tại sao ngươi? Ha ha ha, phải hỏi nhện anh kìa. Trang ơi, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không làm việc xấu nữa đâu. Đúng lúc này, khi nhện anh đã biết lỗi, thì một luồng năng lượng bay ra và nhập vào thiên thần, khiến sức mạnh của thiên thần tăng lên gấp bội. Không thể như thế được. Vậy là cuộc đại chiến cũng đã xảy ra. Cuối cùng thì thiên thần cũng đã tiêu diệt được ác quỷ và đồng bọn của chúng. Ta sẽ còn trở lại. Hắn biến mất rồi Trang ơi. Giờ thì đến lượt em xử lý anh. Ôi, mình bị làm sao thế này? Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Làm cái gì mà hét ầm ĩ lên thế con? Con lạ ghê. Nhìn anh nhìn thấy gấu bông của Trang thì vô cùng hoang mang và sợ hãi. Không, con bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế nhỉ? Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa ạ. Mẹ và Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên nhện anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ và Trang nghe. Không sao đâu con. Hả? Con chưa có lấy tiền của mẹ. Con phải nhớ, từ bây giờ đừng bao giờ làm việc xấu nữa nha. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Anh ơi, mẹ mua gấu bông cho em nè. Anh em mình cùng chơi đi. Xe ôm 5 sao. Hả? La 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 la. Úi giời. Chị gái xinh đẹp đi xe ôm không? Tôi giảm giá cho. Không. Đi đi mà chị. Em lấy rẻ lắm. Ừ kìa. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Hả? Chào người đẹp. U là trời. Người đâu mà đẹp trai thế. Em, người đẹp thì phải ngồi xe đẹp chứ. Không chơi anh nghèo, lên xe anh đèo. Ảo thật đấy. Chỉ được cái mã ngoài. Chắc gì cậu đã có bụng mỡ như tôi. Hôm nay ế ẩm thế nhỉ.
sao vẫn chẳng có món khách nào vậy? Không được, cần cù bù siêng năng có làm mới có ăn chứ. Một tiếng sau, trong khi Nhện Đen đang ngủ say thì ở một góc đối diện xuất hiện một tên trộm vô cùng khả nghi đang lén lút rình rập. Dạ. Hả? Tí thì rơi tim ra ngoài. Chiếc xe nhìn cũng được đấy. Cơ hội của mình đến rồi đây. À, tôi xin lỗi, xin lỗi. May quá, vẫn chưa bị phát hiện. Bữa nay nhà ngươi xui rồi. Tạm biệt nhé. Đường này hình như cũng không đúng. Bây giờ nên đi hướng nào? Hướng này hay hướng này nhỉ? Thôi mình bị lạc rồi, làm sao bây giờ? Ơ, có người đến. Anh gì ơi, em ở đây. Ở đây nè. Dừng lại. Làm cái gì vậy? Đi thôi nào. Ơ kìa, anh bị lắc à? Get go, đi nào. Quá ra là vậy. Mau đi nhanh lên nào. Ui da. Ngủ xong một giấc bụng đói cồn cào rồi, phải kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi. Hả? Xe của mình đâu mất rồi? Xe tôi đâu rồi? Ơ, cái gì vậy nhỉ? Hay. Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Cậu sao đấy? Cậu có thấy chiếc xe của tớ đâu không? Cái xe cậu vẫn hay đi à? Đúng đúng rồi, cậu có thấy không? Không thấy. Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Thôi cậu đừng khóc, đừng lo quá, chúng ta cùng đi tìm nhé. Nhưng mà tìm bằng cách nào chứ? À, tớ đã có cách. Để tớ suy luận xem. Lúc nãy cậu dựng xe ở đây đúng không? Có chiếc bánh xe mà lại không có xe ở đây là sao? Chứng tỏ tên trộm lái xe đi, chứ không phải là dắt xe. Giờ này còn đùa được nữa à? Hả? Xe của tớ, đuổi theo mau. Cảm ơn anh đẹp trai nhé. Cho em xin lại túi đồ ăn nào. Anh Abella, thôi chết. Ơ này, đồ ăn của tôi. Tức thật chứ, để hắn thoát mất rồi. Parker liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện về chiếc xe của Nhện Đen bị mất cắp, rồi sau đó phát hiện hắn chính là kẻ đang chở Annabella trên chiếc xe đó. Cho Annabella nghe không chấp nhận được mà. Lại đây nào. Bây giờ hai người hãy làm theo kế hoạch này. Yeah. Sao mà dừng lại rồi? Trời ạ, sao lại hết xăng lúc này chứ? Mệt quá đi mất. Nước đây rồi. Quá đã. Ui da, bụng của ta. Thoải mái quá. Hả? Cái gì vậy? Ngày gì mà đen vậy chứ? Hả? Trói hắn lại mau, còn lâu nhá. Có giỏi thì nhảy nữa đi. Nhảy này. Này thì khỏi chạy nhé. Hả? Thôi xong rồi. Anh ơi, tha cho em sai rồi. Để xem nhà ngươi lần sau còn dám ăn trộm nữa không. Anh ơi, tha cho em không dám nữa đâu. Đi nhanh chân lên.